Xin chào các bạn. Mời các bạn đến thôn Keo Khoác của xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc để nghe các cặp đôi hát thi. Hôm nay thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Rất nhiều cặp đôi từ Bắc Giang, rồi Xuân Long, rồi các xã khác đến để giao lưu hát thi. Mời các bạn cùng nghe hai chị gái này. Hai chị gái Xuân Long hát với hai anh Bắc Giang nhé. Hai chị gái xinh tươi đây. Chắc phải quay từ đây. Chị ngồi dưới sân kia một tí được không? Nhiều cặp đôi hát quá, hơi ồn nhiều. Đấy, hai chị gái Bắc Giang đây này. Hai anh trai chiến thắng. Vâng, cho lấy máy kia. Vâng. Đâu đây này, vâng. Đây kia phải không? Cho sang nhé. Bye.
pa lo ra re tho la yo su sa ya ra kan ka ra tho su ra ya ba su ni Thank you.
Lấy xúc tối hơn nè mấy chàng.
tổng năng thấy bác này bây giờ thì đang quay, anh nhớ đang quay trực tiếp sự, anh nhớ máy của anh à? Hả? Máy của anh à? Vâng. Anh không, anh điện thoại đi cho miền Nam, chị ở miền Nam nó bảo thích nghe chi thôi. Thế là quay cho trực tiếp à? Không quay đâu, điện đi để cho nó xem thôi. Đây đây, đi ạ. Bà đi, bà đi ăn mặn cơn lang sơn đây sao đấy bảo gì? Nè, đây bảo luôn ngan này này. Quân đi khẩu hô, khẩu hô bây giờ từng cô bây giờ không nhỉ? Quân đi khẩu hô bây giờ. Nhà ta có mi, mẹ ta có mi, con 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 ta có mi, con
sen mi sen phụ mi sen mi cùng trăng mường mi sen mai 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 đi xuống mai 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 nè món này thường cô nè món này thường cô em mà chăng hót mà hô lấy nó mới chỉ con cầu hô này bây giờ ba mi đẹp mi thuận đấy đấy không mưa không nắng thời tiết thì vô ham vô đuổi trong tán là lùng thời ham gửi có gì Yeah.
lòng bè là mơ lùa thô nữ trong sinh nhất, sinh gái và sinh trai. Anh à, trong số đó đang bộ đạo trong mưa. Và như thế này, cảm ơn mức thì chóng vàng đi lọc. Chứ sống nào, cả đáng cảm ơn mức thì phải phải tính lại thôi. Anh à, nạp bè bố mà đảm bước là cứ hát đi, giao lưu cả ngày cả đêm đi. Thank you.
Thôi, chúng ta sẽ tạm biệt tạm cặp đôi này để đi xem các cặp đôi khác. Video sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin tạm biệt các bạn.